Lúc đó, ở một khu rừng quỷ dị, đột nhiên lại xuất hiện một lão quái vẻ mặt đầy dữ tợn. Sau đó, một luồng khí tà dị trên người đột nhiên tỏa ra. Thân thể hắn ta phóng lên không trung, thanh âm quỷ dị liền vang lên nói: "Kỳ hạn trăm năm đã tới, chủ nhân của ta, người chạy không thoát đâu." Chuyển cảnh tới một nơi khác, Phương Lâm hiện giờ đã xuất hiện ở tại một khu rừng. Nhìn cảnh tượng xung quanh nơi đó, nó là một nơi âm u đen tối. Theo như Phương Lâm suy nghĩ, có lẽ nơi này chính là cực âm chi địa. Nơi này cực kỳ thích hợp cho việc tu luyện, bởi vậy anh ấy đã quyết định ở tại đây. Cảm nhận nơi này đã ổn, Phương Lâm cũng liền bố trí trận pháp bảo vệ. Sau đó, anh ấy liền bắt đầu quá trình tu luyện Hoàng Quyền Thăng Khiếu Quyết. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, sau khi Vương Lâm bố trí trận pháp, anh ấy vô tình phát hiện ở dưới đống đổ nát vẫn còn có người. Bởi vậy, anh ấy đã đặt ra cái bẫy và theo dõi. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng dưới đống đổ nát kia cũng có người chui ra. Ngay lập tức, Vương Lâm đã liền thi triển trận pháp bao vây hắn ta lại. Sau đó, từ trên trời cao, vô số những tảng đá lớn đánh tới. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát làm khói bụi lan tràn, âm khí từ trong người tên kia cũng không ngừng khuếch tán. Khi những tảng đá tiếp theo đánh tới, nó liền bị tên người xanh kia đánh tan, nơi đây lại một lần nữa bị khói bụi bao trùm. Chưa hết, từ dưới mặt đất, thân thể hắn chỉ trong tích tắc đã phóng lên một cước phá tan trận pháp mà Vương Lâm bố trí. Ở phía xa, chứng kiến sức mạnh của tên người xanh kia, Vương Lâm cũng phải nhíu mày. Ngay lập tức, anh ấy liền lấy ra phi kiếm và phóng đi. Chỉ trong tích tắc, thanh phi kiếm đã phóng đến người tên kia với tốc độ kinh người và dừng lại ở mi tâm của hắn. Thấy thế, tên người xanh kia kinh hãi vô cùng. Còn Vương Lâm, anh ấy cũng nhanh chóng đi ra và tiến lại gần tên kia. Ngay lập tức, Vương Lâm thanh âm liền vang lên nói: "Ngươi là ai? Nếu ngươi chịu rút lui rời đi, chuyện ngày hôm nay ta có thể bỏ qua. Nếu không rời đi, hôm nay ngươi sẽ bỏ mạng." Nghe vậy, cái tên người xanh kia xua tay. Sau đó, hắn ta chỉ ú ớ cái gì đó mà Vương Lâm cũng không hiểu. Bởi vậy, cái tên người xanh kia đã dùng hành động. Ngay lập tức, hắn ta liền dẫn Vương Lâm xuyên qua rừng và đi lại gần một nơi đổ nát. Sau đó, tên này đột nhiên kết ấn kích hoạt cái gì đó. Nhất thời, một pho tượng khổng lồ từ mặt đất liền chui ra. Chỉ trong tích tắc, khi nó hoàn toàn nhô lên khỏi mặt đất thì để lộ ra một hư ảnh khổng lồ trông vô cùng oai phong. Thế vậy, Phương Lâm cùng tên kia nhanh chóng lại gần bức tượng. Bất chợt, anh ấy cũng liền thấy một lối đi vào. Bởi thế, hai người cũng liền tiến vào bên trong. Vừa vào, Phương Lâm thấy ở chính giữa lại có thêm một pho tượng nhỏ. Bàn tay khẽ động, anh ấy điều khiển phi kiếm đâm thẳng về phía mi tâm của pho tượng kia. Thế nhưng, khi phi kiếm vừa đâm vào thì ở bên trong pho tượng, một luồng ánh sáng màu tím đã bắn ra. Sau đó, nó liền hóa thành một ông lão có hình dạng vô cùng nhỏ con. Thế vậy, Phương Lâm lại một lần nữa điều khiển phi kiếm phóng tới ông lão kia thì tên người xanh kia lại đứng ra ngăn cản anh ấy lại. Dường như, hắn ta muốn ra ám hiệu cho Phương Lâm dừng lại. Có vẻ như, ông lão nhỏ con kia đối với hắn cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, trong lúc ba người đang giằng co thì ở bên ngoài, một lão quái tu vi nguyên anh trung kỳ đã xuất hiện, thanh âm vang lên quát: "Chủ nhân, trăm năm thoáng cái đã qua, lần này người chạy không thoát được nữa đâu." Dứt lời, hắn ta liền công kích về phía pho tượng. Chứng kiến chuyện này, Vương Lâm kinh ngạc, nhìn về phía hai người ở phía trước, anh ấy liền cất lời hỏi: "Hai người là chủ nhân của tên kia sao?" Tiểu hữu chớ nên xúc động, lão phu không có ác ý, ta mới là chủ nhân của kẻ bên ngoài. A ngốc, không được vô lễ với khách. Dưới sự công kích của A Mộc, pho tượng này có thể chịu được nửa canh giờ, cũng đủ cho ta nói rõ với tiểu hữu. Lão phu là Ngô Vũ, không biết tiểu hữu có nghe nói tới Thi Âm Tông hay không? Nghe vậy, Vương Lâm lắc đầu, phi kiếm vẫn chĩa về phía trước. Thế vậy, lão nhân nhỏ con kia cười nói: "Tiểu hữu, không cần phải đề phòng như thế. Nguyên anh của lão phu đã xuất thể, giờ đây đã rất suy yếu. Người bên ngoài là ai? Người là chủ nhân của hắn sao?" "Lão phu vốn là một trong những lão tổ của Thi Âm Tông, người bên ngoài là khôi lỗi của ta." "Thi khôi của ngươi đã phản bội?" "Đúng thế." Nghe vậy, Vương Lâm kinh ngạc, thế nhưng trong lúc hai người đang trò chuyện thì ở bên ngoài, cái tên A Mộc kia đã công kích dữ dội. Cũng bởi thế, vị lão tổ của Thi Âm Tông kia đã ra tay. Tiếp theo, một cuộc chiến ác liệt cũng liền diễn ra. Lúc này, Phương Lâm chỉ biết lặng im quan sát. Đến đây thì hết tập 8 Tiên Nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.